Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung trên được đề cập tại quyết định số 489 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 10 tháng 6. Theo quyết định, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi phần lãnh thổ tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích tự nhiên 930,22 km2, gồm 10 đơn vị hành chính, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện gồm Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm và Yên Mỹ. Đến năm 2030, Hưng Yên là tỉnh có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Về mục tiêu tổng quát của quy hoạch, đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Thủ tướng cũng đặt mục tiêu, năm 2030, Hưng Yên phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Về các mục tiêu cụ thể, theo quyết định, tốc độ tăng trưởng GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 9% trên năm giai đoạn 2021-2030, GDP bình quân đầu người đến năm 2030, 278 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế của Hưng Yên đến năm 2030, nông nghiệp, thủy sản 3,6%, công nghiệp xây dựng 64,1%, khu vực dịch vụ 25,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,9%, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 60-65% và đến năm 2050 khoảng 80%, kinh tế số chiếm 35% GDP, tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,5-9% trên năm. Theo quyết định, đóng góp bình quân của năng suất nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 của Hưng Yên đạt 50-55%. Về xã hội, chỉ số phát triển con người HDI của tỉnh thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% vào cuối năm 2025 và không còn hộ nghèo đến năm 2030. Về môi trường, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%. Đáng chú ý, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố Yên xưa. Hưng Yên trở thành nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước. Bên cạnh đó, đến năm 2050, các hoạt động kinh tế xã hội và quản trị của chính quyền tỉnh Hưng Yên vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không. Quyết định 489 của Thủ tướng cũng đề nhiệm vụ trọng tâm, Hưng Yên sẽ cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, toàn diện trên các mặt thể chế, chính sách, thủ tục hành chính. Cùng với đó, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài FDI vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư theo định hướng chiến lược phát triển và quy hoạch của tỉnh, thu hút các dự án đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải carbon thấp. Đồng thời, phát triển các ngành dịch vụ mà Hưng Yên có thế mạnh và điều kiện phát triển, nhất là du lịch, vận tải, logistics, thương mại, khoa học công nghệ, tài chính ngân hàng, bất động sản, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi, nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, văn hóa, thể thao, vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành một trung tâm dịch vụ logistics, trung chuyển hàng hóa của vùng, quyết định nêu rõ. Ngoài ra, Hưng Yên cũng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, mang bản sắc văn hóa của phố Hiến Hưng Yên
và của vùng đồng bằng sông Hồng.